Bạn nhỏ thân mến, chị là Hải Quỳnh, chị đến từ team học văn chị Hiên. Em đang được lắng nghe chuyên mục cassette văn chương để cùng với nhau chúng ta tìm hiểu về các văn bản được học trong chương trình ngữ văn lớp 9. Và trong số phát sóng ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục được lắng nghe về những đoạn trích nằm trong kiệt tác truyện Kiều của tác giả Nguyễn Du, các em nhé. Đoạn trích đầu tiên, chị em Thúy Kiều. Đây là đoạn trích nằm trong phần thứ nhất, gặp gỡ và đính ước. Đoạn trích như sau. Đầu lòng hai ả Tố Nga, Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân. Mai cốt cách, tuyết tinh thần, mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Vân xem trang trọng khác vời, khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang. Hoa cười ngọc thốt đoan trang, mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da. Kiều càng sắc sảo mặn mà, so bề tài sắc lại là phần hơn. Làn thu thủy nét xuân sơn, hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh. Một hai nghiêng nước nghiêng thành, sắc đành đòi một, tài đành họa hai. Thông minh vốn sẵn tính trời, pha nghề thi họa đủ mùi ca ngâm. Cung thương lầu bậc ngũ âm, nghề riêng ăn đứt hồ cầm một chương. Khúc nhà tay lựa nên chương, một thiên bạc mệnh lại càng não nhân. Phong lưu rất mực hồng quần, xuân xanh sắp xỉ tới tuần cập kê. Em đèm trướng rủ màn tre, tường đông ong bướm đi về mặc ai. Với đoạn trích này, chúng ta có một số những từ ngữ được sách giáo khoa chú thích như sau. Về vị trí đoạn trích nằm ở phần mở đầu của tác phẩm, giới thiệu gia cảnh của Kiều. Khi giới thiệu những người trong gia đình của Kiều, tác giả đã tập trung tả tài sắc của Thúy Vân và Thúy Kiều. Chú thích thứ nhất, Tố Nga, trong câu thơ Đầu lòng hai ả Tố Nga, chỉ người con gái đẹp. Chú thích thứ hai, Mai cốt cách và tuyết tinh thần. Ở đó, mai cốt cách là cốt cách của cây mai mảnh rẻ và thanh tao. Tuyết tinh thần là tinh thần của tuyết trắng và trong sạch. Câu này ý nói cả hai chị em đều duyên dáng, thanh cao và trong trắng. Chú thích thứ ba, khuôn trăng đầy đặn. Trong cách mà tác giả Nguyễn Du miêu tả về Thúy Vân là để chỉ gương mặt đầy đặn như mặt trăng tròn, nét ngài nở nang, nét ngài là nét lông mày, ý nói lông mày hơi đậm, cốt tả đôi mắt đẹp. Cả câu thơ nhằm gợi tả vẻ đẹp phúc hậu của Thúy Vân, thành ngữ Việt có câu mắt phượng mày ngài. Chú thích thứ tư, đoan trang là nghiêm trang, đứng đắn, chỉ nói về người phụ nữ. Chú thích thứ năm, làn thu thủy. Làn thu thủy là làn nước mùa thu, nét xuân sơn là nét núi mùa xuân. Cả câu thơ ý nói mắt đẹp, trong sáng như nước mùa thu, lông mày đẹp, thanh thoát như nét núi mùa xuân. Nghiêng nước nghiêng thành, lấy ý ở một câu chữ Hán, có nghĩa là ngoảnh lại nhìn một cái thì thành người ta bị siêu, ngoảnh lại nhìn cái nữa thì nước người ta bị nghiêng ngả. Ý nói sắc đẹp tuyệt vời của người phụ nữ có thể làm cho người ta say mê đến nỗi mất thành, mất nước. Chú thích thứ 7 trong câu thơ sắc đành đòi một, tài đành họa hai, có ý nghĩa là về sắc thì chỉ có một mình Kiều là nhất, về tài thì may ra có người thứ hai. Chú thích thứ 8, cung thương lầu bậc ngũ âm, thì lầu bậc là thuộc lòng các cung bậc và ngũ âm là năm nốt trong âm giai của nhạc cổ: cung, thương, dốc, trụy, vũ. Chú thích thứ 9, nghề riêng ăn đứt hồ cầm một chương. Hồ cầm là đàn của người Hồ, một thứ đàn giống đàn nhị của Việt Nam. Người Trung Quốc thường thấy xuất hiện ở phương Bắc nên gọi là đàn của người Hồ. Ở ta thường hiểu hồ cầm là đàn tỳ bà. Còn một chương là một cây, sách có câu cầm nhất chương, kỳ nhất cục là đàn một cây và cờ một cuộc. Chú thích thứ 11, khúc nhà tay lựa nên chương, thì nên chương ở đây là thành bài, tức nghĩa là Thúy Kiều đã soạn được thành một bài hoàn chỉnh và đó chính là thiên bạc mệnh. Một thiên bạc mệnh là một bản nhạc có tên là bạc mệnh. Bạc mệnh là phận mỏng, ý nói xấu số, còn não nhân là làm cho lòng người sầu não và đau khổ.
Chú thích thứ 13. Phong lưu rất mực hồng quần, thì hồng quần ở đây chính là quần đỏ, chỉ phụ nữ. Ngày xưa phụ nữ nhà quyền quý ở Trung Quốc thường mặc quần đỏ, ý chỉ là hai chị em Thúy Vân và Thúy Kiều ở trong một gia đình phong lưu. Chú thích thứ 14. Tường đông ong bướm đi về mặc ai, thì ong bướm ý chỉ tình yêu nhưng có phần không đứng đắn, là để chỉ hai chị em sống trong cảnh êm đềm trướng rủ màn che, chưa từng có những chuyện mối quan hệ nam nữ không đứng đắn. Các em thân mến, tìm hiểu về các đoạn trích ở trong truyện Kiều, chị cũng mong muốn các bạn có được sự đối sánh để chúng ta thấy được sự sáng tạo của tác giả Nguyễn Du. Và để thấy được điều đó, chị sẽ tiếp tục đọc cho chúng mình nghe về đoạn trích tương ứng với phần miêu tả về chị em Thúy Vân và Thúy Kiều trong tác phẩm Kim Vân Kiều Truyện của tác giả Thanh Tâm Tài Nhân, để chúng ta thấy được cái sự khác biệt và thấy được cái sự sáng tạo đầy ẩn ý của tác giả Nguyễn Du ở đây nhé. Ở trong tác phẩm Kim Vân Kiều Truyện thì phần giới thiệu về gia cảnh và phần giới thiệu về hai chị em Thúy Vân và Thúy Kiều như sau. Nằm trong hồi một, vô tình hay hữu ý, bên đường viếng mả đảm tiên, hữu duyên hay vô duyên, bỗng dưng gặp chàng Kim Trọng. Khoảng năm gia tĩnh nhà Minh, ở thành Bắc Kinh có nhà vương viên ngoại tên là Lưỡng Tùng, tự là Tử Trinh, vợ họ Hà, hai vợ chồng cùng hiền hậu, gia sản vào hạng trung bình, sinh hạ được hai con gái đầu lòng và một con trai út tên gọi là Vương Quan, cậu cũng theo đòi nghiệp nho. Con gái trưởng là Thúy Kiều, gái thứ là Thúy Vân, hai cô đều có nhan sắc diễm lệ, tính nét nhu mì và giỏi thơ phú. Riêng phần Thúy Kiều lại có thái độ phong lưu, tính thích hào hoa và lại tinh về âm luật, sở trường nhất là ngón hồ cầm. Thúy Vân thì trời phú cho cái tính điềm đạm, nên thấy chị quá say mê hồ cầm, thường can gián chị rằng: món âm nhạc đâu phải công việc của bọn khuê phòng, sợ khi tai tiếng ra ngoài cũng bất nhã. Kể ra Vân nói cũng có lý đấy, nhưng với tính tình của Kiều thì không cho là đúng, lại còn sáng tác ra khúc bạc mệnh oán để phả vào đàn, mỗi khi dạo lên nghe rất não nuột, khiến người bên cạnh ứa lệ rơi trâu. Như vậy, chúng ta có thể thấy nếu như trong Kim Vân Kiều Truyện, tác giả Thanh Tâm Tài Nhân chỉ đơn thuần giới thiệu hai chị em với cái thứ tự miêu tả là theo thứ tự là Thúy Kiều, sau đó mới đến Thúy Vân, đúng không? Và miêu tả chủ yếu là về những đặc điểm chung, về nhan sắc hay là về tài năng của hai nàng. Thì đối với tác giả Nguyễn Du, trong đoạn trích chị em Thúy Kiều chúng ta đã thấy thứ tự miêu tả cũng là một ẩn ý của tác giả đấy. Tác giả giới thiệu về hai chị em, sau đó thì miêu tả vẻ đẹp của Thúy Vân với 4 câu thơ, và sau đó là tạo cái sự đòn bẩy để miêu tả vẻ đẹp của Thúy Kiều. Đó cũng chính là một trong những điểm khác biệt mà chúng ta có thể thấy được khi so sánh hai đoạn trích các em nhé. Mong rằng với những phần thông tin mà chị em mình vừa cùng với nhau lắng nghe, các em sẽ có thêm được những phần hiểu biết mới liên quan đến các đoạn trích ở trong tác phẩm Truyện Kiều của tác giả Nguyễn Du, mà cụ thể ở đây đó chính là đoạn trích chị em Thúy Kiều. Rất cảm ơn các em đã lắng nghe chuyên mục ngày hôm nay và hẹn gặp lại các em trong những số phát sóng tiếp theo.